Thông điệp gửi tới các bác sĩ thú y. Chào các bạn, tôi là Hoàng Xuân Trịnh, bác sĩ thú y. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị của bạn thông điệp gửi tới các bác sĩ thú y bằng việc bằng khóa học làm video 28 ngày này, giúp hàng loạt các video của các bác sĩ thú y tại các phòng khám chó mèo. Các bác sĩ thú y đăng bài kinh doanh online ở khắp nơi, khắc phục được những cái nhược điểm như sau. Thứ nhất, các bạn có thể quay được cái video có nội dung ý nghĩa, hiệu quả, thiết thực và nó đúng mục tiêu của các bạn. Thứ hai, cách bố trí khung hình chỗ đứng của diễn viên, khung hình đường viền, chữ tiêu đề hiệu quả, giúp các bạn có một cái video có nội dung 6 bước quan trọng, ánh sáng cho từng video. Bạn sẽ tham gia chương trình trực tiếp một ngày offline, thời gian 28 ngày còn lại các bạn có thể học online. Sản phẩm này được thiết kế trên việc từ nhu cầu của thị trường và 11 năm kinh nghiệm của cá nhân tôi. Ngày hôm nay, nếu bạn đã sẵn sàng thì hãy chuẩn bị đặt mua vé, vì ngày vài ngày tới chương trình sẽ chính thức mở bán. Hãy trở thành người đầu tiên sở hữu tấm vé khóa học này.